khung cảnh thật là lãng mạn. Ê, khoan, dừng cái đi, Làm gì á, làm gì á? Dừng cái. Làm gì á? Nó nghe là giữ, sao mắc toilet quá, đi toilet cái. Ê, khùng hả? Mày đi rồi, giờ ai giữ xe? Nhưng mày đi lẹ lẹ đi. Ở này giữ đi xe đàng hoàng. Nắng quá. La 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 la. Có hàng ngon. Hàng để không mà không ai xài. Không ai trống. Chắc là ăn trộm rồi. Mình phải rình nó mới được. Mày đủ tao. Mình đi luôn mà. Trời ơi, cái thằng nó ăn trộm chắc chắn rồi. Dắt cái xe mình đi xa như vậy là ăn trộm rồi. Mới mình lớn rồi mày đặt ăn trộm. Thằng. Ủa, con nhỏ này đi đâu rồi ta? Mới toilet ra chút xíu nữa thì... Tao nè. Ủa, đi núp núp đó ló đó làm chi vậy? Tao đứng canh xe. Ủa, đem xe đi sửa hả? Xì bánh á, đi sửa hả? Có. Không sửa luôn. Ủa, vậy chứ đứng núp đó ló làm chi? Tao canh, ăn trộm. Canh trộm hả? Ừ. Rồi canh được không? Canh được chứ không được, tao thấy luôn mà. Vậy hả? Ủa, rồi chiếc xe mình đâu, đi sửa hả? Trộm nó lấy rồi. Trộm lấy luôn. Trộm lấy xe luôn. Ừ. Ngu, riết rồi, khùng điên à. Mất chiếc xe rồi thấy chưa? Yên tâm đi, tôi có cách lấy lại. Mày đi ra đây, đi lấy lên, lấy lên. Ủa rồi có chắc chắn cái cách này là thành công không? Chắc chắn, tao kêu mày đem cái cây súng giả đâu rồi. Mày làm cái gì vậy? Thì đưa cái mày có cái mày súng. Mày cất vô đi, mày ngu quá, mày để như vậy rồi. Đứa nào nó dám lại. Vậy hả? Ừ, cất súng hả? Bây giờ sao ta? Mình phải đứng ở đây, canh đứa nào khả nghi đi qua bắt lại. Mày nó láo đi, mày nó khả nghi. Bắt không? Tôi làm gì? Mày gian díu với bạn gái tôi đúng không? Đúng rồi. Không có đâu, đâu có đâu. Chứ cái này là gì đây? Cái này đâu phải là hình của tôi. Cái này đâu phải súng của tôi đâu. Tôi có biết gì đâu. Phải chắc bạn gái mày không? Chắc chắn đây nè. Tấm hình này lúc nào tao cũng mang theo cho người. Đâu, mày lấy cái hình người ta so sánh coi. Đây nè. Ủa đâu ta? Nhớ lúc nào cũng mang theo. Đúng, y chang. Ừ. Y chang. Ừ, cây súng cũng giống của tao luôn nè. Y chang. Sao mà giống quá trời giống. Đâu nè. Ủa nãy mày lấy lục ở đâu? Như nãy tao lấy cái túi của mày á. Mày gì ngu? Tao kêu lục người nó không lục đi, lục người của tao. Tại mày ôm nó chặt quá, hai đứa dính chùm lại sao mà tao lục nó được. Bây giờ qua hỏi cung nó đi. Hỏi. Tôi không có làm. Anh ơi, trước tiên là cho em xin lỗi anh, bởi vì em lộn. Tại vì anh biết tao tụi em đang rất là cần tìm một cái người khả nghi. Đúng rồi. À, người có khả năng ăn trộm ở vòng ở đây. Đúng rồi. Có biết không ta? Thì ra là hai cô cậu muốn điều tra một cái vụ án đúng không? Đúng rồi. Thật ra thì cái công việc của tôi cũng là một cái công việc về điều tra. Và có những cái manh mối mà tôi không thể nào mà tôi có thể tiết lộ được. Cho nên là nếu mà mình có cái này thì mình tiết lộ được không? Thật ra là có. Tôi điều tra được có một vụ tai nạn mới xảy ra. Ủa nhưng mà mấy người hỏi để làm gì? Tại vì chúng tôi là dân điều tra đó, cho nên chúng tôi cần phải có một cái gì đó thì chúng tôi mới có thể tiết lộ. Đúng rồi. Nói chung là chúng tôi hả cần một cái kiếm một cái kẻ trộm mà kẻ trộm đã từng ăn cắp chiếc xe đạp của chúng tôi ngày hôm qua. Đúng rồi. Là một kẻ trộm ăn cắp chiếc xe đạp. Dạ. Đúng. Tôi có thông tin. Nhưng mà cái công việc của tôi thì nó cũng cần khá là nhiều thời gian để điều tra và cũng khá cho nên là nhiều... cái này làm giảm thời gian mà. Đúng. Tôi thấy nó bán chiếc xe đạp ở ngoài đầu hẻm á. Dạ, anh thấy nó ở chỗ nào? Ủa, cái công việc của tôi đây, thì đây. Nó đi hướng này nè. Nó đi hướng này nè. Tao biết nó đi hướng đó. Tao cũng nghĩ là nó đi hướng này. Thì nó đi hướng đó. Thì đó, nó đi hướng đó đó. Rồi sao? Bạn giờ mất rồi làm sao mà hỏi tiếp được thông tin? Không, mà tao biết mặt nó mà, tại bữa tao đứng tao canh mà. Trời, mày biết mặt nó luôn. Thì cái thằng hồi nãy mà. Thằng hồi nãy hả? Ừ. Ủa thì sao mày không bắt nó đi? Thì tao chẹn nó lại rồi mày tự hẩu đi chứ. Ủa mày chẹn rồi nèo. Tao mới chẹn nó, tao kêu mày hẩu tung nó đi chứ mày không hẩu. Mày phải tin nhau tao mới biết được là thằng nèo chứ. Mày với mày ngu quá trời ngu luôn. Bởi vậy bây giờ thiệt nó làm ăn với mày là mày chết luôn. Mày dâm đi, tao có cách nữa, tao cách có cách dụ nó ra. Bây giờ nó lặn trộm nó mê tiền, mình phải lấy vàng mình dụ nó ra.
vàng ở đâu mày có, chẳng lẽ mày đẻ ra được vàng. Mày yên tâm đi, tao không làm vàng thiệt được, nhưng mà tao làm cây vàng giả. Cách làm cây hoa vàng trang trí Tết. Chuẩn bị cánh hoa vàng, lá vàng, kẽm vàng, hạt cườm đỏ và vàng, kéo, keo nến. Thực hiện bước 1, bạn lấy kẽm chia làm một phần ngắn và một phần dài, sau đó quấn thành thân và nhành cây như hình. Tùy vào độ xum xuê của cây mà bạn chọn số lượng kẽm theo ý muốn, tối thiểu là 15 sợi. Nhớ tạo thành hình uốn lượn để cây trông đẹp mắt nhé. Bước 2, sau khi tạo hình cho thân cây xong, bạn cố định thân cây vào thỏi vàng bằng keo nến. Bước 3, bây giờ bạn gắn hoa và nhị vào các cành như hình. Nhớ gắn lá hoa xen kẽ nữa nha. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại thành phẩm nào. Rất lung linh đúng không? Bây giờ còn chờ gì nữa, hãy bắt tay vào làm thôi. Ủa giờ mình phải làm sao? Núp. Núp. Núp đây. Bây giờ kiến căng quá đi nè. Mày nhảy xuống giúp cho tao đi nè. Kiến căng này yên nè. Tìm một tên là tên đưa lôi. Yeah. Tại sao giữa công viên lại có một cây màu vàng mọc ở giữa công viên như thế này? Lại là cây không có chủ sao? Bắt nó. Cái gì? Bắt nó đi. Nó chưa có lấy mà mày bắt nó vậy? Mày cùng quá, mày để nó lấy. Để nó lấy. Alo. Yeah. Không có ai trả lời. Vậy là cái cây vàng này nó lại là thuộc về mình sao? Đó. Nó cầm lên rồi nhưng mà nó chưa có đi. Nhưng mày mà phải để nó đi. Bắt nó đi luôn rồi sao? Mày phải để nó đi, mình mới có quả tang để mình bắt nó chứ. Về với anh em. Nó đi mày dắt tay cho. Ê rồi mất luôn rồi. Mày thấy chưa, tao nói cái thằng nó ăn trộm. Nói chung là sao tất cả mọi chuyện tao thấy là tao không cần thiết phải bắt nó. Tao chỉ cần bắt mấy đứa mà ngu ngu rồi là mất tài sản của tao lên công an rồi. You are the good one.